Quý vị khán giả bây giờ hãy theo Minh Dự và Đàm Phương Linh đi gặp một anh kiến trúc sư và phải nói là một kỷ lục gia với rất nhiều tuyệt tác. Đi thôi. Tốt nghiệp thạc sĩ khoa kiến trúc tại Đại học Bách khoa Quốc gia Belarusia, châu Âu. Kỷ lục gia Hoàng Tuấn Long hiện là một kiến trúc sư. Công việc chính của anh là thiết kế công trình và nội thất. Với sự khéo léo và sáng tạo không giới hạn, anh Long đã tạo ra những mô hình kiến trúc nổi tiếng thu nhỏ bằng một loại hình nghệ thuật rất đặc biệt do anh tự phát minh, có tên gọi là Beaux-Arts. Các công trình được chế tạo từ nghệ thuật Beaux-Arts đều liên kết bằng tam giang cùng các miếng mica với công nghệ cắt laser. Xin chào mọi người, tôi tên là Hoàng Tuấn Long, là một kiến trúc sư. Thì đến với cái loại hình nghệ thuật này cũng là một sự tình cờ. Vào năm 2012, khi tôi làm những cái mô hình kiến trúc nhỏ nhỏ, tự nhiên tìm ra được một cái vật liệu rất là thú vị, đó là cái cây tam giang này. Và từ đó cho tới đến nay thì tôi đã bắt đầu nghiên cứu và làm ra được những cái tác phẩm nhỏ nhỏ như các bạn đang thấy bây giờ. Điện Capitol vì quá mê mẩn với kiến trúc của Điện Capitol, sau nhiều ngày mày mò, anh quyết định làm phần chớp của công trình này và khoe với bạn bè.